do điều á, ngon á. Sông Tím giấy đập lạ lên trước. Mít bảy cầm nổi không? Mít bảy cầm nổi không? Dữ hả? Tiếp tục tám con lèo thả chưa, có thử lèo hả hai, thả chưa hai? Nhân kêu mới kêu hả? Tới kiên sẽ bé ngay. Rớt không hết
luôn. Nó ghê. Màu xanh của lá. Luôn bắn hết cuộn luôn. Vô bậy ru. Con nào con nấy bậy im luôn. Rồi, được 5 con. Rồi mình dịch vậy đủ mẹ cứ qua vậy thôi. Ráp vô quen mắt rồi. Ráp vô quen. Đủ quá mà hai chục con là con năm mấy. Mấy thuộc về cái bệnh này, bệnh lý. Là 100 con luôn á, là 100 con vậy. Kỳ á, thả 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 người nghĩ nó mới vô lèo đó. Chứ mày muốn vô là giữa hả? Mà đây đây thì em nói gì neo mà lâu lâu có con neo đây là cũng được. Ngang lèo á. Có trà đó bạn. Trong bịch đen đó. Ồ, trúng bài luôn à. Đâu lấy ra coi. Đó. Con dây đó một cỡ nha, bất hình tao rồi đó. Tiếng cổ rồi không trong trà rửa là sạch rồi. Ừ, đóng cái gì á ra nè. Ừ, ra chứ trà cái gì cái trà đồ mình không rửa đóng
cháy chưa, sao quấn không à? Ấm rồi. Không ngang đâu. Bóp nhỏ này hả? Bữa làm sao bóp con đó nhỏ này thôi, bóp như vậy. Cưới luôn à. Sức. Chết rồi. Ghê hả? Hai con đó đụng nhau luôn. Rồi thay vô hết luôn đi. Trời ơi, còn chờ gì nữa. Rồi bỏ vô luôn đi. Đem gì dưới rồi bỏ vô. Đem gì mới rồi con. Đâu đâu đậu này luôn hay. Đậu này luôn hay. Đậu làm cứ đậu lại luôn kìa. Đậu gì? Ờ gỡ con đó ra đậu này lại luôn. Nó vắn nè. Đúng rồi. Cái này dốt nhỉ. Rồi bỏ vô. Đậu kia bỏ vô luôn. Bình ngang lèo. Mình hơi anh dưới anh hơi ngang lèo á. Con gì chú? Con em luôn đi để nó quấn mất công. Ừ. Mà thằng nào nó quấn? Ý là nó vô chậm đỡ quấn. Không tôi cũng còn kia. Hồi nãy nó cái đẻ. Cháu kiếm con nào lên vô luôn cho mày. Cho lưu ở đâu bệnh? Rồi. Rồi. Sao? Mấy đứa nhỏ đi đi cho. Hả? Đi đi. Có không? Con nào? Có chứ. Có hai con da ba ca quen. Da ba ca luôn hả? Bên này có bàn để nón đồ cái vậy. Quỳt trà thấy đứt đổ vô thôi kìa. Rồi cháy vậy. Lấy lấy bịch trà trong cái bịch đen á bình. Đâu? Trong cái bịch đen. Lấy bịch đen nhét vô gió nó bay. Trà cũ đâu phải trà. Xúc không? Bữa tao lụm đây nè. Dơ quá. Dạ ngồi ngoài kia ổng có gió mày. Là ổng
Xúc úp cho ráo rồi, giờ khui cái kia uống uống lần lần trước đi. Để cái này nó ráo rồi đổ vô. Rồi thôi, thì dễ mình quay đi kết thúc nha các bạn. Thả được 5 con. Gió cũng đều đều. Cái không biết nha, cái ở đây gió ngon quỷ á, ngon lắm á.